Em xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay, cửa hàng Mạnh Hiền Audio Nam Định xin giới thiệu đến mọi người một cặp loa có xuất xứ từ Nhật Bản, có tên là Technics SB411. Như mọi người đã thấy trên màn hình, đôi loa này là được thùng loa được lạng gỗ màu vàng rất là bắt mắt. Một thùng loa là có chiều cao khoảng 60cm, bề ngang là 30 và chiều sâu là 30. Một thùng loa nặng khoảng 20kg, trở kháng là 8 ohm và công suất là 70W. Đôi loa này sở hữu cấu hình là 3 đường tiếng, một tép, một chung và một bát. Viền bát này là bát 20 năm và viền xốp còn đẹp riêng nguyên chiếc bát ạ, chưa qua xử lý mông má gì ạ. Còn đây là các nút điều chỉnh. Đôi loa này có hình thức vừa xinh nên các bác có thể sử dụng ở trong những không gian rất là vừa phải thôi ạ. Thường là các bác có thể kết hợp đôi loa này với các dòng âm ly như Sansui, Pioneer. Bên em xin báo giá của đôi loa này đến mọi người là 4.200.000 đồng. Các bác quan tâm xin vui lòng liên hệ qua cửa hàng hoặc kết nối Zalo qua số điện thoại 0912842487. Bên em nhận ship hàng toàn quốc khi có cọc. Sau đây xin mời các bác thẩm định chất lượng của đôi loa này. Ủng hộ kênh của Mạnh Hiền Audio Nam Định bằng cách ấn nút like, đăng ký để nhận những video sớm nhất của bên em. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.